À, xin chào buổi chiều tất cả mọi người á. Nay 20 âm lịch nè, năm nay thời tiết rất là thuận á. Cây Phú Tân lạc lá nè, mới có 5-6 ngày lên chân rất là đều á. Chứ ở nhà mình chơi sớm thì nó thì chơi sớm á, còn năm nay buôn bán hay bị khó canh á. Nói chung là ở nhà mình á, nói chung là chơi chỉ có mấy ngày trước Tết á, chứ sau Tết là đi hết trơn rồi. À, Phú Tân à, Dẻo Nhung nè à, năm nay Dẻo Nhung lên chân cũng rất là đều nè à, chân 3, chân 4, chân 3, chân 4 à, trong thời gian chơi tứ phân cho nó à, một cái nắp dưỡng rễ quậy thùng bê 20 lít tưới tưới cho rất là nhiều cây, tưới một cái thùng tưới đâu đó khoảng cỡ 6-70 cây như thế này á, thùng 20 lít á. Nó có chất, nó trong thời gian nè, có chất á, bông nó sẽ đẹp hơn. Dẻo nhung mà. Chiều cao thì nó khoảng cỡ 4 tấc á. Nói chung là nó nụ nhiều quá thì đa phần nó sẽ bị bông đơn á. Chùm nó cũng có mà số lượng chùm ít hơn. Mà tới dưỡng rễ N3M hoặc là bán rễ đâu cũng được, rút hai nào cũng được á, ghi nửa liều anh ta tới nửa liều trên cái nhãn á, cứ khoảng 7 ngày lặp lại một lần, thuốc sâu thì khoảng 5 ngày anh ta phun một lần á, để ngừa mấy con bướm á. Lúc này thì không có sâu nữa đâu á, sâu nó không còn, nói chung là anh ta phun kiểu đó thì nó chết mấy cái trứng á, chứ lại sợ mấy con bướm mà nó chích nó hút mấy vô mấy cái nụ xanh này nè, làm rụng nụ. Khúc sau là phun 5.000 lần á. À, em xem số cây à. Mình lặt ở giữa nó lên chân đã lắm. Cái gì chê mai mà chúng ta đừng có ham mà nụ nhiều á, nụ nhiều chứ nở dở ẹt à, như mấy thằng Thủ Đức Dẻo Nhung đâu á. Nở không bao giờ hết. Còn mấy cái ở đất nụ à, nó lên cái xanh là như Phú Tân đâu á. Như dảo cánh tròn này nữa nè. Ít xịt nụ mà nó lên đặt cây luôn á, bốn nụ nè, một cái nụ nẻ ra là chân 5, là một cái đoạn này là được 20 cái bông nè, 5 4 20, còn hơn 20 cái nụ mình đẻ ra có 20 cái bông à, một chùm luôn á. Phân bón nè, quậy tưới đó, thế này. Hoặc là cái này chúng ta dùng cái thằng khô bít bột này nè. Khoảng một cái muỗng N3M nè, một cái muỗng 10 gram là ta pha 20 lít ta tưới, cái màu hoa sẽ rất là đẹp. Tưới ra cái màu hoa nó đẹp dữ lắm, màu nó vàng đậm á. Một nắp bán rễ này nè, cộng với lại một muỗng NPK, một muỗng sâm đất nè, này là huých bột á. Đó, tưới là nó có chất ăn với lại màu hoa rất là đẹp. Cứ 7 ngày lặp lại một lần á. Liều loãng à. Này, này cái lô Dẻo Nhung nè. Này nó còn lại khoảng 100 cây, cái lô này 300 cây. Đó, bán hết 200 cây rồi. Đó, còn lại Thọ Hương thì còn lại có mấy cây, 2 4 9 cây, 9 cây Thọ Hương này giảm giá bán cho anh em, một cặp là 300.000 bao ship, anh em dễ mua, một cây là 180.000 bao ship luôn, nứt chân rất là đều á. Nói chung là một cái cây nhỏ này nó là thấy đều, nó cả trăm cái nụ nè, bữa nay là 20 âm lịch rồi, nứt chân á, lâu nào tính ra mà tính là lặt nó trễ là tính ra nó ngay luôn nè. Còn mấy cây mà lặt 14 15 á, năm nay sớm hết trơn à. Cái này 17 âm lịch mới lặt nè. Nè, này nứt ha. Cỡ 23 lên chân là vừa. 23 25 lên chân chân xanh á. 23 25 lên chân xanh cỡ đó là vừa. Lô này còn lại 100 cây, 100 cây Dẻo Nhung
chiều cao là 4 tấc. Một cây là 180.000 bao ship, còn một cặp là 300.000 bao ship. Anh em mua 4 cây thì 500.000 bao ship. Đó. Đây là cây ghép 2 năm. Đó. 2 năm cái cốt ghép, ngón tay cái. Ghép thì nó giống nhau hết. Còn nguyên thủy thì nó chỉ có một cây thôi. Ghép thì 100 cây này thì hoa nó đều giống nhau hết. Giờ chúng ta thay vào cái chậu cỡ 2 tấc. Mua chậu nhựa hoặc là chậu xi măng 2 tấc ta thay vào. Đó. Chậu cỡ này. Thay vô. Để bàn chơi cặp 300.000 bao ship. Dẻo nhung nè. Này nứt cho trấu đều trơn á. Lô này còn 100 cây. Ở hương này còn có 9 cây thôi. Này, giới thiệu anh em. Gốc thì quấn cục tròn rồi thôi. Chiều cao 4 tấc. Có củ hết á. Giá bán 180.000 một cây bao ship. 2 cây thì 300.000, còn 4 cây là 500.000 á. Anh em dễ mua. Lên chân hết rồi. Đây là chung lô mấy cây này. Mấy cây này lặt lá bữa 13 âm lịch nè. Này nó dày hết rồi. 13 âm lịch nè. Giờ sớm à. Này là ngày mai trổ rồi nè. Bông nè. Bông nó thì đẹp á. Nhiều cánh, bông to. Này dẻo nhung. Bông rất là đẹp. Nói chung là chắc chắn là còn nở đều nhưng mà chắc cũng có bị nín á, tại quá nhiều nụ đi. Cây nhỏ xíu xíu nó cả 100 cái nụ. Không thể nào lực đâu mà nở hết á. Như cây Phú Tân này nè. Nó cây gốc nó bự, nó già. Đó. Nó mới nở hết được. Đó, mấy cây gốc bự mới đủ lực để nở. Cây dảo cánh tròn nở nè. Đã lắm. Nhìn nhàn nụ mà đã. Ít nụ thôi. Nở. Này như nụ tròn tròn giống như nụ cúc á. Giống như là hộp đậu gắn lên. Này cứ cách 5 ngày. 5 ngày phun thuốc lần. Thuốc sâu. Cách 7 ngày tứ phân loãng lần. Nó cây nó. Bông nó khỏe, bông nó đẹp hơn nè, bông nó bự, màu đậm nè. Chú ý là tưới cái liều mà phân nửa ghi trên nhãn á. Còn cái này tưới cái liều là cũng phân nửa thôi. Chứ chúng ta dùng nè, nhiều quá. Đây, 25g, 25 lít nước mình tưới 10g á. 10g trên 20 lít. Cái này thì 2-3ml trên 1 lít nước. Này mình tưới 1ml trên 1 lít nước. Có cái này thì màu đậm ha. Còn không có thì nó cũng bình thường thôi. Màu không được đậm á. Thằng bột này nè. Để mình chơi mấy năm nay rồi. Tưới cái thằng bột vô màu đậm lắm. Và chia sẻ với anh em chăm sóc cây trong thời gian chơi nè. Dảo cánh tròn, dảo đồng tiền, có mấy cái nụ lên đậy trơn. Dảo nhung, nứt chân rất là lẻ.
chừng 4-5 ngày nữa là nó xanh hết nè. Kết video mà anh em xem mặt hoa của cái giống này, hoa rất là đẹp, năm nay thời tiết thuận á, nở rất là đều nè. Còn 100 cây. Đây là hoa của cây mai giáo nhung, hoa rất là đẹp, cánh thẳng. Xếp vừa vặn lắm á. Giáo nhung hoa rất đẹp á. Giống nhung rất đẹp, nhìn vừa vặn lắm. Chùm chùm luôn, chùm đá thiệt đá.